Thưa quý vị, những năm qua, mạng lưới giao thông của Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung và huyện Xuyên Mộc nói riêng không ngừng mở rộng hoàn thiện. Việc phát triển nhanh kết cấu hạ tầng giao thông với phương châm đi trước một bước trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội của Xuyên Mộc giờ là đòi hỏi mang tính bức thiết, vừa nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn và thúc đẩy tiến trình phát triển của địa phương. Xuyên Mộc trước khi nhập vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là vùng sâu vùng xa của tỉnh Đồng Nai. Đến năm 1991 trở thành một huyện của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời điểm này, huyện Xuyên Mộc chỉ có 500 km đường giao thông. Việc đi lại của người dân hết sức khó khăn, vì đường giao thông chủ yếu là đường đất, mưa lầy, nắng bụi, đường mòn xuyên rừng, qua ruộng vườn. Trong 10 năm đầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập, ngân sách tỉnh tập trung đầu tư giao thông kết nối cho những địa bàn khó khăn, trong đó có Xuyên Mộc. Vì vậy, tỉnh lộ 23, nay là quốc lộ 55, đoạn qua huyện, đường 328 từ Hòa Bình đến Hồ Tràm, dài 15 km, được nâng cấp thảm nhựa. Hệ thống giao thông nông thôn cũng từng bước được đầu tư xây mới và nâng cấp mở rộng với tổng chiều dài 100 km. Đến năm 2005, ngành giao thông vận tải của Xuyên Mộc cơ bản đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng hóa hành khách, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Giai đoạn 2005-2015, Xuyên Mộc tiếp tục tăng vốn đầu tư cho giao thông. Trong cơ cấu tổng vốn đầu tư cho hạ tầng điện, đường, trường, trạm, lĩnh vực giao thông chiếm hơn 42% tổng vốn. 10 năm trở lại đây, huyện Xuyên Mộc xây dựng trên 520 km đường giao thông, trong đó giao thông nông thôn có 430 km, kết nối thuận tiện đến các trục đường huyết mạch, quốc lộ 55, tỉnh lộ 328, 329. Tỉnh, huyện và cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương là các nguồn vốn để đầu tư xây dựng các cái đường, tuyến đường. Hiện nay là các tuyến đường được bê tông hóa, nhựa, tạo điều kiện cho bà con đi lại được thuận lợi. Cái đường là vừa là dân sinh nhưng mà chủ yếu là phát triển kinh tế. Có thể từ khi mà có cái đường lưu thông mà liên ấp, liên tổ, liên xã thì cái đời sống của dân nâng lên rõ rệt. Cái bộ mặt của nông thôn mới là phải được khởi sắc. Giai đoạn 2015-2020, huyện Xuyên Mộc huy động thêm nhiều nguồn vốn, đặc biệt là nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để đầu tư đồng bộ hơn nữa, hoàn thiện hơn nữa hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Và 5 năm gần đây, Xuyên Mộc huy động 3.311 tỷ đồng, triển khai 330 công trình thuộc các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, điện, các thiết chế văn hóa, giáo dục y tế. Riêng với hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư gần 1.000 tỷ đồng để xây mới, cải tạo, nâng cấp. Đến nay, toàn huyện có 708 km đường giao thông nông thôn, gần 100% tuyến liên huyện, liên xã và liên thôn ấp được thảm nhựa hoặc đổ bê tông. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để tạo đà phát triển kinh tế xã hội, đồng thời còn tăng sức hút nhà đầu tư tìm đến Xuyên Mộc. Trên nền tảng hạ tầng giao thông được nâng cấp đảm bảo thông suốt, hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã có bước phát triển mạnh mẽ. Các đơn vị vận tải đã không ngừng đầu tư đổi mới phương tiện, nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao của người dân. Hiện Xuyên Mộc có 72 đầu xe khai thác 18 tuyến vận tải cố định, trong đó có 16 tuyến liên tỉnh. Theo quy hoạch và phân kỳ đầu tư giai đoạn 2021-2025, hướng đến năm 2030, Xuyên Mộc tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tiếp tục triển khai các dự án giao thông kết nối theo quy hoạch đã được tỉnh phê duyệt, triển khai xây dựng nâng cấp các tuyến giao thông kết nối khu vực ven biển, hướng tới hình thành đô thị du lịch ven biển Hồ Tràm - Bình Châu để mở rộng không gian du lịch, tăng sức lan tỏa cho kinh tế du lịch. Có thể nói là một trong những cái điều kiện tiên quyết và cốt lõi nhất để phát triển được kinh tế của huyện nhà thì cái việc mà kết nối hạ tầng, đầu tư cho hạ tầng và kết nối hạ tầng cực kỳ quan trọng. Trong thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ cố gắng thúc đẩy để cái tuyến đường ven biển từ Phước Thuận đi Bình Châu sẽ được sớm mở rộng. Đối với những cái hạ tầng mà đang được tỉnh hoặc huyện đang đầu tư thì chúng tôi thúc đẩy để cho sớm hoàn thành. Với mạng lưới giao thông ngày càng khang trang thuận tiện, rút ngắn khoảng cách giữa các địa bàn nội huyện và khoảng cách từ các địa bàn đến Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc càng tự tin vững vàng bứt phá để hiện thực hóa mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới và trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng như khu vực duyên hải phía Nam Việt Nam.